nghệ sĩ ưu tú Thanh Tuấn, tên thật là Nguyễn Thanh Liêm, sinh năm 1948 tại tỉnh Quảng Ngãi. Nghệ sĩ ưu tú Thanh Tuấn là một trong những gương mặt xuất sắc của thế hệ vàng trước năm 1975. Chẳng những nổi tiếng về nghề mà Thanh Tuấn còn nổi tiếng là một trong những nghệ sĩ đồng con nhất. Vào năm 20 tuổi, nghệ sĩ Thanh Tuấn đã có người yêu, chung sống được 3 con nhưng rồi lại chia tay. Thanh Tuấn lãnh nuôi các con và nhờ mẹ đứng ra nuôi nấng vì ông phải bận theo gánh hát. Sau này ông gặp một người vợ ngoài ghe hát nhưng hết lòng yêu và chiều chuộng ông nên cuộc tình kéo dài hơn 20 năm. Trong những người con của Thanh Tuấn, rất tiếc không có ai theo nghề của ông. Thanh Tuấn không buồn về chuyện các con không nói nghề của mình. Bởi đến với nghề tổ, ngoài năng khiếu còn có cái duyên với nghề. Và ông cũng vui vì các con có những nghề khác để sinh sống. Trong số đó, ông kỳ vọng nhất là cậu con trai út Nguyễn Anh Thi, một kỹ sư trẻ và giỏi, nhiều khả năng sẽ làm rạng danh tông môn. Nhưng tiếc rằng chỉ sau 3 năm sau khi ra trường, có công ăn việc làm ổn định, thì anh Thi lại sớm vĩnh biệt cuộc đời vì căn bệnh ung thư gan vào năm 2013. Sự mất mát này đối với Thanh Tuấn là vô cùng lớn, khiến ông cảm thấy hụt hẫng nhiều năm liền. Cho đến nay, Thanh Tuấn vẫn không thể nào nguôi đi nhờ nó con trai. Hiện nay, Thanh Tuấn còn 7 người con, 5 trai và 2 gái. Các con của ông không có người nào nối nghiệp ca hát, nhưng đều đã học thành tài và có nghề nghiệp ổn định. Điều đáng mừng nhất đối với Thanh Tuấn là cho đến thời điểm hiện tại, dù đã sắp tới tuổi cổ lai hy, nhưng khán giả vẫn luôn yêu mến ông. Chính xác là giọng ca của Thanh Tuấn vẫn còn đủ sức để lay động lòng người, nên show diễn của Thanh Tuấn vẫn tới tấp. Ông vẫn chạy show, vẫn làm giám khảo các cuộc thi chuyên ngành, vẫn xuất hiện thường xuyên trên truyền hình, video qua các chương trình sự kiện, lễ hội hay là chương trình từ thiện. Và những năm gần đây, nghệ sĩ Thanh Tuấn còn tham gia rất nhiều show diễn để tôn vinh các điểm du lịch văn hóa tâm linh và diễn trong những chương trình hội nghị khách hàng, hội chợ thương mại và là khách mời hỗ trợ trong các album do các nghệ sĩ trẻ thực hiện. Đối với Thanh Tuấn, ông đem niềm hạnh phúc có được trong sự nghiệp để san sẻ cho học trò. Nhiều nghệ sĩ đã tìm đến ông để xin được thọ giáo. Trường phái ca vọng cổ theo kiểu Thanh Tuấn đã hình thành nên một lớp diễn viên trẻ tên Tuấn như Ngân Tuấn, Chiêu Tuấn, Giang Tuấn, Châu Tuấn, Mạnh Tuấn. Đó là niềm vinh dự của ông và gia đình. Có nghệ sĩ trẻ nhận ông là cha nuôi và ông cũng xin nguyện được mãi làm người đưa đò cho các nghệ sĩ trẻ.